chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Dấu Ấn Huyền Thoại. Chương trình Dấu Ấn Huyền Thoại do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện, được phát sóng vào lúc 20 giờ 35 phút tối thứ tư hàng tuần trên HTV7. Dấu Ấn Huyền Thoại, hào quang là nhất thời, huyền thoại là mãi mãi. Kính thưa quý vị và các bạn, Dấu Ấn Huyền Thoại ngày hôm nay xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn một tượng đài âm nhạc mà nhiều thế hệ đều rất yêu mến. Đó chính là danh ca Bảo Yến. Kính thưa quý vị khán giả, thì với rất nhiều thế hệ, có thể nói là tiếng hát của chị Bảo Yến thật sự đã trở thành một cái huyền thoại. Chị Bảo Yến là bảo chứng rồi. Dạ, mà cũng chắc là em tin chắc là khán giả mong đợi chị dữ lắm, muốn được nghe lại những cái ca khúc huyền thoại của chị. Dạ, giọng ca của chị đúng là bất hủ. Dạ, vượt dạ, không gian, vượt thời gian. Những năm đầu của thập niên 80, Bảo Yến và em gái Nhã Phương nổi lên như một hiện tượng, làm điên đảo các sân khấu lúc bấy giờ với phong cách hiện đại, đầy quyền năng và rực lửa. Sự xuất hiện của Bảo Yến đã làm cho đời sống âm nhạc sôi động. Ở tuổi 27, Bảo Yến lập tức sánh vai cùng các danh ca đương thời, trở thành nữ hoàng sân khấu với danh tiếng trải dài từ Nam ra Bắc, không ai là không biết tới. Đằng sau sự thành công vang dội của Bảo Yến, không thể không kể đến nhạc sĩ Quốc Dũng, người chồng cũng là người bạn tri âm trên con đường nghệ thuật của nữ danh ca. Đầu thập niên 90, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Bảo Yến bất ngờ rút lui khỏi các hoạt động nghệ thuật, từ chối mọi lời mời biểu diễn. Sau thời gian vắng bóng, thi thoảng Bảo Yến cũng trở lại hát vài ca khúc với vai trò giám khảo hoặc khách mời. Dù 10 năm không xuất hiện trên sân khấu, giọng hát của Bảo Yến vẫn giữ vững được phong độ và đẳng cấp, mãi mãi xứng danh là một huyền thoại của nhạc Việt. Clement xin mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe một ít chia sẻ về câu chuyện chuyện đời nè, và chuyện nghề của chị. Đầu tiên thì chị Bảo Yến có thể chia sẻ một chút về cái xuất thân gia đình của mình được không? Dạ, Bảo Yến á, là được sinh ra từ thành phố Huế. Ba mẹ chị thì gốc của Quảng Trị. Thì ba là người yêu âm nhạc và đã làm show âm nhạc tại Đà Nẵng rất nhiều lần. Và lúc đó Bảo Yến mới có chừng 8 tuổi thôi là đã lên sân khấu cho với ba rồi, hát nhiều bài cho ba rồi. Đó, mà hát theo kiểu là nhạc của hồn nhiên đó. Đó, thì sau đó là nó có một cái giống như là có một cái định mệnh vậy đó. Đến khi ba chuyển vô Cần Thơ ở đó thì Bảo Yến đi học ở trong trường. Mỗi lần mà tới hè là thầy nói: "Yến, lên hát cho thầy nghe mấy bài với mấy đây mấy coi." Thế là Bảo Yến lên. Đó, rồi là học sinh rồi là biết gì dữ lắm. Yến hát nữa đi nha. Thì nó có một cái giống như một cái truyền thống rồi, giống như cái nghề nghiệp nó đã đi từ nhỏ đó cho đến khi vô trường học. Rồi khi năm 1980 thì đài truyền hình mời Bảo Yến với Nhã Phương về cộng tác cho đài. Tại vì Nhã Phương thi chương trình âm nhạc toàn quốc thì Nhã Phương được giải vàng. Thế là đài truyền hình xuống mời tận hai chị em cộng tác với đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đó là hai chị em bắt đầu xuất hiện. Thì là cái sự nghiệp bắt đầu mới là chính thức vào nghề. Dạ, có thể nói tại cái thời điểm mà thập niên 1980 thì cặp đôi ca sĩ Nhã Phương Bảo Yến được rất là nhiều quý khán giả yêu thương. Thì chị có nhớ là cái bài hát đầu tiên mà chị cùng với chị Nhã Phương mà hát trên đài truyền hình Phú Minh là bài gì không chị? Là hai chị em song ca bài Sông Hàn Yêu Thương. Đó, Sông Hàn Yêu Thương. Sông Hàn Yêu Thương, hai chị em song ca đầu tiên. Rồi Nhã Phương mới tiếp đó, Nhã Phương mới hát bài Những Bông Hoa Trong Vườn Bác. Còn chị thì nói chuyện với người trong tranh. Rồi Tình Ca Trên Biển, đó là chị đó. Nhưng mà cái cột mốc quan trọng nhất vẫn là cột mốc năm 1986. Anh Quốc Dũng đó, anh phối cho chị một cái băng đó, Chiều Hạ Vàng đó. Em hát đi
cái dòng hòa âm của anh á quyện vô và grow up chị lên, cái dòng của chị nó mesh với cái dòng hòa âm của anh á, thì thật sự lúc đó anh mới đưa chị lên đỉnh. Thật sự là năm 86 là cái băng nhạc Gò Công. Nhưng mà trước đó thì cũng đã có một vài cái băng nhạc trước đó. Có. Dạ. Nhưng có mà vài băng sự, rồi. Dạ, lúc đó là chị cũng đã nổi tiếng rồi. Đã nổi tiếng rồi. Nhưng rồi. Mà cái đỉnh cao của cái sự nghiệp vẫn là vào năm 1986. Đúng rồi, đỉnh cao sự nghiệp đó. Thì lúc đó mới thực sự là ai cũng công nhận là Bảo Yến hát hay. Chứ trước đó nổi tiếng chứ họ cũng coi ở thì mình hát cũng được chứ đâu phải bả đó. Nhưng mà đến khi băng Gò Công là người ta công nhận. Dạ. Người ta công nhận đúng rồi, Bảo Yến hát nhiều màu quá, hay quá đó. Sông này là hát trên cây, mây trôi trôi chim ngủ đôi nhớ. Em hát đi lênh đênh giọt buồn hoài mãi trong ta, bơ vơ chiều về dòng sông này nhớ mãi em cả. Nhìn hạ về cây lá rừng buồn, em hát đi ru ngủ giấc chiều nay. Mây bay bay mơ tiếng ca trên đồi, chiều hạ về nhớ áng mây trôi. Lá trên cây hồng còn nắng mơ màng, ta lắng nghe ngủ ngơ hạ về, hạ trắng bơ vơ ru em lời buồn. Chiều mây vàng nhớ tiếng em ca, mây lang thang trong nắng hành vàng. Chiều nay mây bay bay mơ tiếng ca trên đồi, chiều hạ về nhớ áng mây trôi. Lá trên cây hồng còn nắng mơ màng, ta lắng nghe ngủ ngơ hạ về, hạ trắng bơ vơ em lời buồn. Chiều mây vàng như tiếng em ca, mây lang thang trong nắng hành vàng. Chiều mây vàng như tiếng em ca, mây lang thang trong nắng hành vàng.
rồi sau cái Chiều Hà Vàng là bắt đầu liên tục thêm một cái chuỗi của nhạc Gò Công của anh Hoàng Phương đúng không ạ? Phải rồi, dạ. sau cái băng Chiều Hà Vàng này là đến băng Gò Công của nhạc sĩ Hoàng Phương. Dạ. Chỉ ra tới hai băng. Dạ. Một băng thì có cái bản là Chuyện Tình Hoa Muốn Biển. Dạ. Còn một băng thì có cái bản là Thương Một Người Ở Xa. Dạ. Đó. Dạ. Là hai băng của Gò Công rất là nổi tiếng. Dạ. Dạ. Dạ thưa chị, thì chắc là lâu lắm rồi chị mới hát lại bài này hả chị? Lâu lắm rồi. Dạ. Lâu lắm rồi. Với lại Yến cũng ít có đi hát show nữa đó, cho dạ. nên cũng không có dịp hát. Chỉ có hôm nay là em dạ. yêu cầu chị hát Chiều Hà Vàng thì chị mới hát. Dạ. Dạ cái thật sự là cái bài này là cái bài mà Colin yêu cầu trong một cái hôm mà đến đến thăm nhà chị, đến chơi rồi xong rồi mình cũng chị cũng hỏi là giờ nhiều bài quá, giờ chị không biết hát bài gì, nhiều bài quá. Vậy Colin muốn chị hát bài gì? Thì thật ra thì mình là nói rất là nhớ cái bài Chiều Hà Vàng. Cái giọng của chị Bảo Yến thì chắc chắn là vì các bạn mình cũng biết là nó không lẫn vào đâu được. Và ngày hôm nay thì 35 năm, coi như là gần 40 năm mà chúng ta cũng cảm giác giống như là Bảo Yến năm mới có hai mấy tuổi thôi ạ. Dạ. Dạ, lâu lắm rồi chị mới hát lại cái bài Chiều Hà Vàng, thì nó có gợi nhớ cho chị một kỷ niệm nào? Kỷ niệm. Dạ, dạ, kỷ niệm nào? Kỷ niệm đầu tiên, nhạc sĩ Nguyễn Bá Nghiêm, anh ở Vũng Tàu, anh đánh xuống đặt chị 6 bài. Đó, cái chị trong đó có ba Chiều Hà Vàng, thì anh Dũng anh làm bằng một cái keyboard thôi. Yeah. Đó, cái chị hát 6 bài rồi chị trộn thêm mấy bài của anh Hoàng Phương vô. Yeah. Để chị làm lên một cái băng Gò Công thứ nhất. Yeah. Đó. Yeah. Yeah. Cho nên nhưng mà sau đó đừng một năm sau lại chị nghe tin anh Nguyễn Bá Nghiêm anh bị tai nạn trên đường từ Vũng Tàu về thành phố. Cho nên chị buồn là tại vì anh dành hết tất cả những cái tâm tư đó anh viết trong cái chiều một cái hồ Chiều Hạ Nắng đó, vàng đó, với tình yêu của anh đó, mà cuối cùng anh chết trên đường thì chị buồn, mà trong khi chị lại nổi tiếng mà anh lại không được thưởng thức cái bản nhạc của anh nổi tiếng đó thì thấy buồn chỗ đó. Cái cách hát của chị trong cái ban đó nó nhạc là nhạc đồng bằng sông Cửu Long, nhạc miền Tây. Đúng rồi, miền Tây. Nhưng mà em nghe cái âm, cái cách hát của chị, cách thể hiện gì rất khác. Có phải là vì là chị sinh ra ở Huế rồi cái chất kinh kỳ của Huế nó ảnh hưởng đến cái dòng chảy âm nhạc của chị không ạ? Chị đó, trong máu của chị đó, là nó có ba dòng lực. Mặc dù sinh ở Huế nhưng mà có máu Bắc, máu Nam, máu Nam Bộ. Thì khi nào nó cái bài nó ngã về Bắc thì chị sẽ đem cái luyến lái của Bắc vô. Mà nó ngã về Nam Bộ thì chị đem miền Nam Bộ vô. Còn bài nào miền Trung thì chị hát đúng chất của chị. Cho nên tại vì chị yêu tới ba miền, chị yêu hết cả ba miền. Thì thấy mỗi một miền nó có cái hay riêng em ạ. Nam Bộ thì có cải lương hay quá, chị cũng mê cải lương lắm. Thì chị đưa vô, chứ không phải một chất của chị không đâu, chị đưa vô cả Nam Bộ, cả Bắc, cả Trung luôn. Chị mix cái trong đó cho nó đa màu sắc đó. Yeah. Chị nói chị yêu cả ba miền ấy, xong cái cả khán phòng ồ lên. Dạ, em nghĩ chắc là khán phòng cũng nghĩ giống mình, yêu ba miền chắc là yêu ba ông ở ba miền.
cái bài Đêm Tâm Sự này là một ca khúc được rất nhiều người yêu mến, và có rất nhiều ca sĩ đã thể hiện cái bài này. Nhưng mà thật sự mà nói thì ai đã từng nghe chị Bảo Yến hát ca khúc này rồi thì chắc chắn sẽ không thể nào quên được. Và theo như em biết, chị với anh Trúc Phương rất là thân, chắc hơn ai hết chị sẽ rất là hiểu cái bài này, tại vì chị là một trong những người đầu tiên hát ca khúc này, đúng không ạ? Dạ. Thì em cũng không biết là lúc anh Trúc Phương sáng tác cái bài này thì là anh nói lên câu chuyện gì. Anh vẫn coi người đó như bạn, nhưng người đó yêu ảnh rồi. Chuyện này chắc là chỉ có mình chị Bảo Yến mới biết được. Tại vì ảnh kể cho anh nghe là ta thương ảnh là vì cái tài của ảnh đó. Dạ. Nhưng mà cuối đời ảnh cô đơn mình đó, tại cái tội đó đó. Cái tội đó. Cuối đời cái thì đêm tâm sự đó. Cuối đời đó ở mình. Nhưng mà thật sự em có hơi thắc mắc là sao chị hát cái bài đó nó thấm dễ sợ luôn. Thấm là vì ảnh kể chuyện cho chị nghe đó. Dạ. Chứ chị mới thương cô đó, mà chị cũng thông cảm cho ảnh nữa. Dạ. Đó, chị cũng chỉ nghe câu chuyện đó là chị thôi về để em hát bài này. Chị hát thì chị lồng vô giống như chị là cái người mà bị thất tình vậy đó. Đứng trên quan điểm của Yến, Yến vẫn thương người đàn bà đó. Dạ, đúng. Mà Yến cũng thông cảm cho anh nữa. Dạ. Cho nên cả hai bên Yến không trách người nào hết á. Dạ. Cái đó là cái duyên phận thôi. Rồi em hiểu rồi, tại sao mà một số ca sĩ sau này mà không thể hiện cái bài này mà tốt như chị Bảo Yến. Là vì chị là một mình, chị là giống như hai người đó. Hai người đó. Chị nói thay cái tâm sự của Trúc Phương với lại cô đó. Và chị rất đồng cảm, tức là đó. Chị cũng nói lên được cái sự đồng cảm của chị với cái số phận của cô đó, đúng không chị? Chị hay nói với anh Dũng, trong tất cả nhạc sĩ là em thích nhất là nhạc của anh Trúc Phương. Nghĩa là anh Dũng thì thích Lam Phương, mà chị thì thích Trúc Phương hơn. Dạ. Lam Phương chị cũng thích, mà chị vẫn nhín hơn anh Trúc Phương hơn. Cho nên chị lựa những bài của anh chị hát. Hai Chuyến Tàu Đêm chị thích nè, đó. Mưa Nửa Đêm nè, những bài của anh rất là hay. Dạ, dạ, dạ. Rồi bài Để Trả Lời Một Câu Hỏi nè. Anh là thiên tài đó. Dạ. Mà anh là người khổ nhất, anh khổ quá. Cuối đời anh không có tiền, anh bị lao, rồi không vợ, không con, cho nên anh lủi thủi con mình nè. Dạ, nói nữa buồn nữa. Nói nữa buồn. Dạ, dạ, dạ. Sự nghiệp âm nhạc của chị gắn liền với anh Quốc Dũng. Không biết là chị có ngại chia sẻ không? Tại vì em cũng không biết là chị, anh gặp nhau trong một cái nhân duyên nào. Thì năm 82, đài mời chị với Nhã Phương vô làm cộng tác viên cho đài, là ca sĩ của đài truyền hình. Anh cũng là trong ban nhạc. Dạ. Trong ban nhạc của đài riêng. Dạ. Có anh Lý này, rồi đánh bass này, rồi có anh Hải thì đánh trống, là anh đánh guitar, rồi có organ, có piano nữa. Piano. Dạ. Thì Hoàng Mãnh. Dạ. Thì chị gặp anh trong đài, thì đến 83 đó, gặp cũng là một năm thôi, 83 thì thành hôn, rồi là anh mới có cái duyên để anh phối cho chị. Mà chị suy nghĩ từ cả mấy mươi năm nay, chị nghĩ là nếu không có anh Dũng thì cái giọng hát của chị cũng không bay lên vậy đâu. Yeah. Ừ, tại vì cái dòng nhạc của anh á, anh làm da diết quá, là melody nè, cho tới phối nhạc nè, rồi tranh bầu sáo nè, anh làm rất là tinh tế. Mà anh tôn giọng hát của chị lên, chứ anh không có dập. Nhờ có anh á cho nên nó trọn vẹn. Tới bây giờ chị hát rõ ràng là phải bài phối của anh thôi. Dạ. Yeah. Có những bài mà đinh là phải có bài phối của anh mới. Yeah. Hay được. Yeah. Ngoài hòa âm phối khí thì anh Dũng có sáng tác luôn cho chị trong cái... Có. Đó, sau Ban Gò Công là anh sáng tác là Chuyện Hợp Tan, rồi Đường Xưa. Nhiều bài mà của anh hồi xưa đó mà chị cũng quên rồi, thì hát cũng nhiều, nó cả chục bài mà chị quên. Dạ, nhiều. Chị nhớ có Chuyện Hợp Tan với Đường Xưa. Tại sao mà chị vẫn nhớ nhất là Chuyện Hợp Tan với Đường Xưa? Chắc nó phải có câu chuyện gì trong đó hả chị? Chuyện Hợp Tan thì có người bạn của anh cũng buồn á, vì vì vợ mất á, rồi đến tâm sự với anh, rồi hai người cùng làm việc với nhau. Còn Đường Xưa thì anh viết lời, anh viết lời với cái người bạn đó luôn, thì cũng kêu chị hát lại đó. Chứ còn anh vẫn có một cái lời trước nha, cái lời trước của năm 75 nha. Yeah. Nhưng mà sau đó người bạn của anh với anh hợp tác viết lại cái bài Đường Xưa là lời 2 đó. Yeah. Còn lời 1 là trước đó, hay cũng hay lắm. Yeah. Nhưng mà anh nói thôi, anh bỏ lời 1, anh lấy lời 2. À, bỏ Đường Xưa. Xanh ngời.
rồi những khi bên người. Bước trên đường về em thương nhớ anh âm thầm, nhớ bao hẹn thề xưa êm ấm. Những trưa hè tình dâng đến đắm say vô bờ, em nói bằng tiếng thơ mong chờ. Tiếng yêu ngày nào cho em nhớ anh tơi bời, với bao ngọt ngào ta vun sôi. Đã không còn đường xưa thơm nắng môi em hồng, tan nát rồi giấc mơ hương nồng. Rồi ta sẽ bước trời ơi khi núi khuất xa chân trời, sẽ hấp hối trong đêm mù khơi, sẽ thấy bóng tối vây từng nỗi đau xanh ngời. Xa vắng rồi những khi bên người. Phiền em trông ngóng anh bao miền, hỡi anh ngọt ngào sao hoang vắng. Xót xa này từng đêm thao thức em đong đầy, đêm vẫn là những đêm hao gầy. Rồi ta sẽ bước trời vơi xa chân trời, sẽ hấp hối trong đêm mù khơi, sẽ thấy bóng tối vây từng nỗi đau xanh người. Xa vắng rồi những khi bên người. Rồi ta sẽ thấy thấp thoáng bao lần tóc em bay ra, ta gói trọn giấc mơ phải tan. Thưa quý vị khán giả, thì chúng ta vừa được thưởng thức ca khúc do nhạc sĩ Quốc Dũng sáng tác. Với những người hâm mộ của danh ca Bảo Yến thì chắc chắn chúng ta sẽ biết các bạn này là ai. Đây là Thải Ca, con trai đầu lòng của hai anh chị Quốc Dũng và Bảo Yến ạ. Thải Ca gửi tới quý vị khán giả lời chào trân trọng nhất. Yến xin giới thiệu là sau khi anh Dũng anh giải nghề đó, treo đàn, gác đàn với treo giá nhạc lên, thì Yến nhờ tới Kim Tuấn giúp chị 5-6 năm gì đó. Bây giờ
Kim Tuấn cũng treo giá đàn, không có đàn Yến nữa. Thì bắt đầu Yến nhờ tới Khải Ca phối cho Yến những bài Moro đó, trữ tình đó, là Yến nhờ Khải Ca hòa âm cho Yến. Nói vui thôi, hồi nãy là chị Bảo Yến cũng có nói ba thì ba còn cho mẹ ngừng thở chút xíu, còn con là dồn dập tới không cho mẹ thở luôn. Má hát cái bản của ba đó cho nên nó quen rồi, bây giờ con cho vô liền cái má mới ngỡ ngàng đó. Người đã quên
giống như hôm nay là chị đến đây là những cái bài mà chị chuẩn bị hát là chị có trao đổi với ảnh trước không? Có, chị trao đổi. Dạ. Chị hỏi ý anh á, anh thấy được không? Được. Dạ. Còn bài nào mà thôi bài đó dẹp đi. Anh nói vậy đó, nói thẳng vậy đó. Có nhiều bài anh không chịu đó. Thôi bài đó em dẹp đi. Bài đó không hay. Hay mà anh. Không, không hay. Anh nghe lời anh đi. Chọn bài này nè. Anh góp ý chị vậy đó. Mỗi lần chị chọn là anh hỏi bài gì đâu đọc anh nghe coi. Cái chị nói ở bài đường xưa và tôi ngàn năm đợi. À, bài này bài kia chị đọc vậy đó. Ờ được. Cái tự nhiên có hai bài đó nè. Hai bài đó dở em. Đổi hai bài đó đi. Chị nói ra mới hiểu là đằng sau chị là còn có cả anh Quốc Dũng, mặc dù bây giờ thì trình tải sức khỏe không có được như trước nhưng mà anh vẫn âm thầm theo dõi từng bước chân của chị. Đúng rồi, anh khó tính lắm, rất là khó tính. Dạ. Trong ảnh ở ngoài rất hiền, không trong nhạc là để một cái gam hơi trật rồi là anh bắt sửa lại. Dạ, anh khó tính trong âm nhạc chứ còn trong đời sống thì không, trong đời sống thì anh rất thoải mái, cho chị đi Mỹ cả năm mấy trời cũng không thèm nói gì. Rồi lâu lâu cái đấy em về chưa? Dạ em sắp về, về đi em, vậy thôi, anh rất là nhẹ nhàng. Ở ngay cái thời điểm có thể nói là đỉnh cao của sự nghiệp, bỗng nhiên là chị lại rút lui và về ở ẩn, thì có một cái biến cố gì đó hay là nó có một cái lý do gì khác không chị? Lúc đó cái nền âm nhạc của Việt Nam đó xuống em ạ. Tất cả các tụ điểm từ Trống Đồng 1-6 tới Hội Nghệ Sĩ rồi Rạp Rex, tất cả đều ế khách, tức là khoảng độ nửa khách là nửa rạp. Và chị thấy buồn quá thôi, chị nghỉ. Mà chị cũng mệt mỏi nữa, tại 42 chị cũng mệt mỏi, chị nói thôi anh ơi em nghỉ hát. Thế là chị nghỉ. Chị nghĩ cũng 5-6 năm đó. Yeah. Rồi cái sau đó mới Isa mời chị qua, thì chị mới qua lại đó. Thì chị mới ra sân khấu lại đó. Tại tính chị cũng lạ lắm. Chị hát mà thí dụ chị thấy có nửa rạp chị cũng buồn. Chị cũng không thấy nhận tiền show mình cũng thấy vui. Đó cho nên thôi chị về chị nghỉ. Lúc đó anh Dũng đang còn làm việc mà, có tiền chị đâu có lo gì. Anh lo cho chị cho nên chị không lo. Anh vẫn ủng hộ chị. Vẫn ủng hộ chị. Anh ủng hộ mọi quyết định của chị. Đúng rồi. Yeah. Anh chiều chị lắm. Yeah. Chị nói chị nghĩ là chị nghĩ, mà chị nói chị giải nghề là cũng chịu, mà chị nói hát cũng chịu, anh chiều lắm. Nhưng mà cái duyên đó em, nhiều khi em thêm cái đường parabol nó cũng có lúc thấp lúc cao đó, thì lúc đó cái âm nhạc đang đi xuống, sau khi chị đi Asia nó mới lên lại, thì chị mới hát tới bây giờ lại.
Xin em hãy cho tôi tạ tình khi em đã đi qua quãng đời tôi. Dù một khoảnh khắc sớm phai tàn và lễ em rớt trên môi nhạt, đôi mắt em rất buồn, đôi chúng ta rất buồn. Bạn câu tình cũ xin gửi cho đời. Tạ tình khi em đã đi qua quãng đời tôi. Dù một khoảnh khắc sớm phai tàn và lệ em rớt trên môi nhạt, đôi mắt em rất buồn, đôi chúng ta rất câu tình cũ xin gửi cho đời. Đôi mắt em rất buồn, đôi chúng ta rất buồn, vạn câu tình cũ xin gửi. Cái giọng hát của chị Bảo Yến ngày xưa, chị Nhã Phương đó, cứ Nhã Phương Bảo Yến, nhưng mà riêng chị Bảo Yến là giống như mình, cái thể loại của chị hát nó rất là hợp, mà mình nghe mình rất là hợp với mình á, mình thích nghe kinh khủng luôn, mà nó giống đi vô đâu á, sâu lắm. À, mình cũng có đọc một cái thông tin nói là một trong những bài hát mà chị thích nhất đó là cái bài vừa rồi á, bài Mắc Lệ Cho Người của nhạc sĩ Từ Công Phụng, tại vì em rất là thích cái bài đó. Thì cái bài này Coleman cũng xin kể là một cái kỷ niệm thôi. Là cái năm đó cách đây chắc cũng phải hơn 10 năm. Thì trong một cái lần tình cờ, thì cái hôm đó ngồi ăn tiệc trong một cái bàn tiệc rất là kín nhỏ rồi, thì gặp được anh Từ Công Phụng. Lúc đó anh mới ở nước ngoài về, và anh về với có chị nữa, có bà xã anh. Thì anh mới nói ra mới biết là hóa qua là rồi anh có hát bài đấy luôn. Rồi mình nghe mình cảm giác nó đã gì đâu. Cái hôm vừa lúc tới gặp chị, cái em bắt được cái, xong em nói đại cái, xong rồi cái chị, dạ cái xong chị nói ô chịu rồi để chị hát. Và thực sự hôm nay thấy chị rất là nỗ lực, quý vị các bạn cũng thấy rồi, và mình thấy chị phải nói là thật sự mình rất là cảm động. Dạ cảm ơn Vũ Điền rất nhiều.
Dạ vẫn còn nhớ cái hôm đó tới gặp chị. Em còn nhớ bữa đó anh Dũng, em tới lúc đó còn gặp anh. Thì anh cũng đang ngồi mặc cái áo mayo rồi, giống như đang ở nhà, đang hai anh chị đang tròn ngồi trong nhà chơi uống nước vậy thôi. Thì chị nói xong rồi chị bảo là thôi anh nhớ quay nhớ, đừng có để thấy hình ảnh anh mặc áo mayo lên đó, nó kỳ lắm, nó chỉnh du lắm. Rồi thấy chị, ánh mắt chị rất là dò xét. Bữa đó mình cũng không có tự tin, mình nói chắc là thôi, chắc bữa nay chắc tiêu rồi, chắc không mời được đâu. Cũng ráng nói tới nói lui rồi ngồi cũng câu giờ qua lại, cuối cùng mới sao giờ. Nhưng mà trong lòng chị đó nghe, mà khi Bụ Điền chưa đến là chị định là không có hát nữa đâu. Chị nói cho thôi được rồi, đủ rồi, để chị ở nhà chị tu hành. Dạ. Cái mới vừa soạn ra, coi kinh coi đồ, nhập vô rồi cái niệm Phật rồi cái đó, cái tự nhiên Bụ Điền tới. Mà Bụ Điền tới đã thấy dao động rồi, dao động lại xếp kinh để đoạn đó, để lo ôn lời đã. Hát cho xong cái đó rồi với Tàu Minh mới tiếp tục công việc. Chị ái mộ Bụ Điền, khi Bụ Điền nói Bụ Điền là chị nhớ rồi. À chị nhớ cái show mà em lên, em nói tiếng Anh đó, rồi dịch những bài hát tiếng Anh á. Chị nể cái chương trình đó lắm, hay quá trời. Dạ. Rất là cao cấp. Mà lạ lắm nha, có một điều nè, Yến xin chia sẻ với khán giả này. Mỗi lần mình nói thôi bây giờ gác nha, tu nha, bây giờ nhất định là tu, đóng cửa tu, bắt đầu là coi kinh, là chị coi kinh rồi nọ, để mà nhập lại đó, nhập cái hồn lại đó, là niệm Phật, là bắt đầu có show. Kỳ lạ đó, show bắt đầu nó kéo ra. Giống như một bên á là đời, phải không? Một bên đạo, mà hai bên kéo nhau nha em. Yeah. Cứ mỗi lần chị nói tu là đời nó kéo. Yeah. Cái bắt đầu tới ngờ có người mời hát Hà Nội thì bắt đầu lại xếp lại. Yeah. Rồi đi hát Hà Nội. Yeah. Hà Nội bắt đầu mới vừa rồi đó nha. Yeah. Chị lại kéo vô là cũng được chừng nửa tháng đó. Yeah. Chị nghe kinh, chị coi kinh lại cho nó sâu trong nhập trung tâm, để chị niệm Phật cho nó sâu. Cái là em đến lại xếp lại. Tức cười lắm, rất là mầu nhiệm nha. Cho nên khi bây giờ chị suy nghĩ rồi, tới một ngày nào đó mà chị nghĩ là chị ngại dạy nghề luôn đó, là thôi đóng cửa. Thôi cứ mỗi lần nói tu là có người tới vậy đó. Có người gõ cửa. À gõ cửa. Thế là chị cũng không có tu được. Đó. Này chị kinh nghiệm rồi. Bây giờ cứ hát hát đi. Mà thấy mà giờ tới cái điểm như 65 đi. Tới 65 tuổi đi. Đóng cửa chị không tiếp nữa. Thôi dẹp luôn. Dạ em cũng hứa là 65 tuổi khi chị đóng cửa lại á. Đóng cửa. Thì em sẽ cũng ráng em tới em gõ cửa thử. Dạ. Tại chắc chắn là em là trần tục. Cái con người trần tục nhất chắc là Color Man, là thế nào không phải tới gõ cửa chị. Thức cùng tôi thâu đêm nhớ thương về mình.
của tôi. Đêm suy tư trong tình yêu suy tư, cơn gió nào lạc loài, những tình yêu qua đây bay như loài cỏ dài, khiến tình tôi lay hoay dốc đêm dài bên ngoài. Đêm cô đơn muôn vì sao không tên, như đám bạn thật hiền thức cùng tôi thâu đêm, nhớ thương về một người khiến hạt mưa bay bay đêm nằm nghe hay hay. Nhớ thương về một người khiến hạt mưa bay bay. Em nghĩ là chắc là này là chị nặng nợ đời, nhưng mà không phải nợ đời, mình nợ tình với khán giả. Thật sự mình nghĩ chắc cuối cùng chị trăn trở hồi rồi chị quyết định tham gia cái dấu ấn huyền thoại, chắc là chị có suy nghĩ đến khán giả nhiều. Đúng, chị cũng vậy. Tại vì em mời đó thì chị nghĩ có dịp để chị gặp lại khán giả đó. Dạ. Thì chị cũng thương khán giả, thì nói khán giả chắc có lẽ mong chị cũng lâu rồi. Dạ, đúng. Mấy năm dạ, rồi. Dạ, dạ. Thì thôi kể chị nhận một show để cho có sum họp đó, để gặp gỡ khán giả đó. Cái show này cũng như là một cái show để chị tạ tình với khán giả nha. Những người thân yêu của chị mà ngồi đến giờ này đó. Đó, chị tạ tình với khán giả để cho, để vừa kỷ niệm. Cảm ơn con rất nhiều. Hội say mê Bảo Yến, trời ơi. Đây là hội của thương yêu Bảo Yến từ mấy lâu nay đây, mấy chục năm nay đây. Hội say mê Bảo Yến. Thank you.
trắng lênh đênh, mây nước dâng ưu phiền. Thả bước chân theo ngàn sao lặng lẽ, đêm buông lời cùng gió đi không về. Thao thức mãi vầng trăng, người ơi có biết rằng tình ta vẫn âm thầm. Nặng nề chân bước qua đường Huế sao dài quá, bóng người xa quá xa. Nam giao ơi câu hẹn thề, ngày nào thêm não nề, tim ta lắng nghe hoài lời tình xưa vương gót hài. Chẳng còn nhẹ lay mây trời còn bay, Huế còn nhớ thương đong đầy. Chẳng còn nhẹ lay mây trời còn bay, vẫn còn nhớ thương đong đầy. Kính thưa quý vị khán giả, ca khúc Huế đêm trăng cũng đã chính thức khép lại chương trình Dấu ấn huyền thoại ngày hôm nay cùng với danh ca Bảo Yến. Đây là một trong những cái tập mà Dấu ấn huyền thoại rất nhiều cảm xúc đúng không ạ? Đã lâu lắm rồi chúng ta mới được nghe lại giọng ca huyền thoại của cô Bảo Yến. Và trước khi kết thúc chương trình thì em xin phép được gửi đến chị một cái món quà lưu niệm nho nhỏ thôi. Dạ thưa chị, và chính vì vậy nên kỷ niệm nó rất là quý và nó đánh dấu một cái dấu ấn huyền thoại cái mùa đầu tiên mà hy vọng là sẽ tiếp tục nhiều mùa nữa. Cảm ơn chương trình HTV7 và Biểu Điền. Đây là kỷ niệm của Yến về chương trình nhà. Hy vọng là sẽ còn gặp lại chị. Dạ, Coleman sẽ cố gắng là làm sao mời chị thực hiện thêm một vài chương trình, giống như là hôm trước chị cũng có chia sẻ là Bữa Điền hôm nào nếu được thì lúc nào đó làm một cái chương trình live show gì chị với lại anh Tuấn Ngọc hát chung cũng được. Dạ. Chương trình Dấu huyền thoại do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện, được phát sóng vào lúc 20:35 tối thứ tư hàng tuần trên HTV7. Bây giờ thì Coleman dành ca Bảo Yến, ca chị Bảo Yến xin nói lời chào tạm biệt đến cả quý khán giả. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Dấu ấn huyền thoại. Hân hạnh được giới thiệu với quý vị nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng.